xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tụi mình. Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu dòng sữa nào phù hợp nhất cho bé nha. Có khi nào mà các mẹ rất là băn khoăn trong việc lựa chọn sữa cho bé yêu nhà mình một cái loại sữa công thức phù hợp nhất cho bé? Hiện nay thì em thấy là ba mẹ rất là băn khoăn nhiều loại sữa cho bé. Đặc biệt nhất là hai dòng sữa đó chính là Enfamil của Mead Johnson và Abbott của Hoa Kỳ. Nếu mà như vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu sự khác biệt của hai dòng sữa này nha. Ta-da! Đây chính là hai dòng sữa mà khi nãy mà mình nhắc đến với các bạn đó. Đây chính là dòng sữa Enfamil của hãng Mead Johnson. Đây chính là Similac của Abbott Hoa Kỳ. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm những điểm giống nhau của hai dòng sữa này nha. Thì cái thứ nhất đó chính là hai dòng sữa này đều được xuất xứ từ Mỹ và được chiếm thị phần lớn nhất trong thị trường của Mỹ. Thứ hai đó chính là vitamin và khoáng chất. 3 phần hai dòng sữa này đều giống nhau và chỉ khác nhau ở các tỷ lệ mà thôi. Thứ ba đó chính là cung cấp hệ dinh dưỡng toàn diện giúp bé phát triển cân bằng về trí não và cả thể chất. Thứ tư đó chính là không hề chứa chất bảo quản và chất làm biến đổi gen cho cơ thể của bé. Và cái thứ năm đó chính là tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt của APA và được các cơ quan y tế chính phủ Mỹ phê duyệt. Ngoài dùng điểm giống nhau thì hai dòng sữa này còn có những điểm khác biệt. Đầu tiên là về mặt dinh dưỡng. Về mặt dinh dưỡng thì sữa Enfamil là một loại sữa giống với sữa mẹ nhất. Thì trên thị trường của sữa công thức hiện nay thì mạnh về phát triển trí não và kết hợp với lại prebiotic làm cho hệ miễn dịch của bé được phát triển tối đa. Trong khi đó thì Similac cũng có công thức giống như sữa mẹ nhưng là chia ra những dòng sữa chuyên biệt hỗ trợ vào những tiêu hóa của bé như là tiêu chảy nè, sinh non hoặc là bé bị táo bón nên phù hợp với tất cả các bé sơ sinh. Thì cái thứ hai đó chính là cái quan trọng nhất, đó chính là khác biệt về công thức. Thì theo như là mình thấy thì Enfamil có công thức là Neuro chứa MSNG. Thì cái MSNG này là kích thích tư duy và cái cảm giác của bé trong khi mà bé uống và có prebiotic kép là tăng cho hệ miễn dịch của bé được phát triển toàn diện hơn. Trong khi đó thì các sản phẩm của Similac thì lại theo công thức của Optiro là một sự kết hợp hoàn hảo của DHA, lutein và vitamin E làm để cho sự phát triển của bé về não bộ này, về mắt và về tế bào. Thì theo em biết thì hiện nay thì Similac có thêm một công thức mới đó chính là 2FLHMO là để hỗ trợ về tiêu hóa cũng như là về miễn dịch, sức khỏe của bé ngày càng tốt hơn á. Thì cái thứ ba đó chính là về sự phát triển của bé. Enfamil rất là chú trọng về việc xây dựng vượt bậc hệ thống về phát triển não bộ, về thần kinh hay là hệ miễn dịch. Trong khi đó thì Similac sẽ hỗ trợ phát triển về chiều cao nè, cân nặng cũng như là kích thích phát triển trí tuệ một cách tự nhiên nhất. Và cái khác biệt mà bố mẹ quan tâm nhiều nhất đó chính là về thành phần. Thì theo như mình thấy trên hộp Enfamil này, thành phần nhiều nhất của một cái hộp sữa này nó chính là sắt. Thì sắt là một cái thành phần là giúp tăng phát triển trí não nè, rồi máu và hệ thần kinh của bé. Còn Similac thì chứa thành phần là đậu nành nên sẽ giúp bé dễ dàng tiêu hóa hơn, đồng thời là còn chứa rất là nhiều vitamin D để giúp bé mình ngày càng cao lớn hơn. Và về cái khác biệt nữa đó chính là về độ béo và độ ngọt. Thì Enfamil là một dòng sữa ít béo nhưng mà lại ngọt nhiều. Enfamil thì có thể là mát hơn sữa Similac một chút. Và cái điểm khác biệt tiếp theo đó chính là về đối tượng sử dụng. Thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về những cái loại sữa của Enfamil ha. Thì Enfamil là một dòng sữa phù hợp với những bé hộp sữa ít khi mà hệ tiêu hóa của bé không có tốt thì mấy bé vẫn có thể dùng Enfamil được. Thì ngoài ra thì Enfamil có nhiều dòng để dành cho những đối tượng khác nhau. Ví dụ như Enfamil này là Enfamil Neuro được kết hợp công thức là phát triển trí não toàn diện luôn. Thì thay vào đó thì Enfamil lại có thêm một dòng mới hơn, cải tiến hơn, đó chính là Enfamil Inspire, là dòng có công thức y như là sữa mẹ, rất là tốt trên thị trường hiện nay. Ngoài ra thì Enfamil còn có một dòng nữa, đó chính là dòng Enfamil Renly, đó chính là dòng dành cho những bé mà có những hệ tiêu hóa bị kém, bé hay bị tiêu chảy hoặc là bé hay bị xì hơi. Trong khi đó thì Similac thì phù hợp với tất cả các bé như là bé bị nôn trớ nè, hoặc là bé bị tiêu chảy, chúng ta sẽ dùng cho bé sữa Sensitive. Còn bé bị táo bón thì sẽ dùng Organic. Bên cạnh đó thì những bé mà bị sinh non hoặc là sinh thiếu tháng thì ba mẹ có thể tham khảo dòng sữa Similac Neosure. Hoặc là những bé mà bị dị ứng lactose hoặc là dị ứng đạm bò thì ba mẹ nên tham khảo qua dòng sữa của Similac Alimentum. Dị ứng đạm bò cũng là một cái căn bệnh nguy hiểm đối với những cái đứa trẻ mà được sinh ra tại Việt Nam. Thì Việt Nam mình thì như chị thấy là chiếm rất là ít cái
cái việc mà bị dị ứng đạm bò. Dạ, đúng và rồi. Và rất là khó trong cái việc tìm sữa. Dạ, nên là ba mẹ nếu mà bé nào mà không phù hợp với sữa công thức á thì mẹ vẫn có thể tham khảo những dòng sữa Similac này để cho bé thể mình dùng nha. Thì đối với những cái bố mẹ có thể tìm hiểu qua con của mình khi mà sử dụng sữa lần đầu tiên về những cái biểu hiện tình trạng mà đi ngoài của bé hay là những cái biểu hiện mà xuất hiện trên da của bé thì mình có thể biết bé đang gặp những cái vấn đề tình trạng như thế nào. Ngoài ra thì mình có thể xem xét qua phân của bé đi ngoài để xác định cái dòng sữa mà phù hợp nhất của bé. Như vậy thì em thấy là Similac với Enfamil thì nó cũng tương tự và cũng gần như nhau á. Đúng rồi. Nên là ba mẹ đều có thể là so sánh giữa hai dòng này và tìm cái tình trạng của bé như thế nào và phù hợp chọn cái dòng sữa phù hợp nhất luôn. Ok, thì sau những cái chia sẻ của tụi mình về cái việc lựa chọn sữa này, hy vọng thì các bố mẹ sẽ có thể chọn cái sữa mà phù hợp nhất cho bé để các bé có thể dùng và phát triển toàn diện nhất. Đã gọi là sữa công thức thì tất nhiên chúng ta cũng sẽ có một công thức nhất định để pha sữa đúng cách. Vì sao mà phải pha đúng cách như thế? Bởi vì nếu mà mình pha sai cách thì bé yêu của mình sẽ không có thể hấp thụ được cái lượng sữa vào cơ thể của bé và không thể phát triển toàn diện được. Và từ đó nếu mà mình không pha sữa đúng cách thì sẽ dẫn đến bé những tình trạng giống như là sẽ bị thận nè và bị táo bón nữa. Dạ. Em thấy một số bé còn bị tiêu chảy nữa vì không hấp thụ được, do ba mẹ không pha đúng cách hoặc là sữa không đủ độ ấm nè, hoặc là khuấy không đều tay, sữa còn bị vấn quá nhiều, đâm ra là bé bị táo bón và tiêu chảy rất là nhiều. Và sau đây thì được ghi nhận những cái bố mẹ mà chưa biết cách pha sữa đó thì hãy cùng chúng mình tìm hiểu cách pha sữa nha. Đây thì chúng ta hãy cùng mình sẽ hướng dẫn các bạn pha sữa Enfamil. Đây là một hộp dòng sữa công thức của hãng Mead Johnson. Thì các bạn lưu ý là chúng ta nên vệ sinh kỹ tất cả những cái vật dụng mà để pha sữa cho bé, bởi vì để tránh những cái tình trạng mà vi khuẩn bám vào cái sản phẩm. Ok, thì mình pha sẽ bao nhiêu sữa đây. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Mình vừa khui tem một hộp sữa. Ở phía trong một hộp sữa công thức này thì sẽ bao gồm những cái. Thứ nhất là một cái muỗng. Muỗng này là một cái muỗng là đã có một cái định lượng sẵn ở trong đó rồi. Một cái muỗng như thế là đã là đủ cái dung tích của cái một sản phẩm, vừa đủ luôn cho một bé, một lần uống của bé. Và thứ hai đó chính là cái gói sữa này. Gói sữa này thì chúng ta sẽ mở ra đổ vào cái hộp đó để mình có thể sử dụng hàng ngày. Ok, em khui cái muỗng nó giúp mình chị nha. Phải đổ nha. Ok. Cái này thì ba mẹ nếu mà không cần đổ mình có thể để hẳn cái bịch sữa này vô, khi nào mình pha sữa cho bé xong thì mình có thể để cho bé nó giữ hơi hơn nha. Ok, bố mẹ có thể nhìn thấy, mọi người có thể nhìn thấy ở đây ha, sữa rất là thơm và mịn. Ở đây cái điều đặc biệt đó là sữa rất là mịn, đây mọi người có thể nhìn thấy. Sữa rất là mịn và rất là thơm. Rất là thơm luôn. Và đặc điểm đây là của sữa Enfamil, em ngửi rất là thơm ha. Thì đúng rồi, rất là thơm luôn ạ. Thì trung bình á, một cái loại sữa như thế này là mình sẽ uống tùy theo bé mà uống từ 60 đến 120ml trên một lần. Thì ở đây mình có chuẩn bị sẵn một cái ly định lượng cái dung tích một ngày bé uống bao nhiêu ha. Thì mình đã chuẩn bị sẵn nước ở đây, là mọi người nên nhớ là mình phải pha tiêu chuẩn nước trong 45 đến 50 độ C. Mình không pha nước quá nóng. Em có biết vì sao mình không nên pha nước quá nóng hay không? Tại vì thứ nhất là nếu mà pha nước quá nóng quá thì nhất là sữa sẽ không có tan đều được. Tại đúng vì rồi. Hầu hết á, ba mẹ em thấy ba mẹ không có để ý á, mình thường là đun nước đến cầm cổ 40-45 là ngưng. Nhưng thật sự là sai, mình phải đun nước sôi, sau đó mình để ấm ở nhiệt độ là 40-45 hoặc 50 độ C để pha sữa là tốt nhất. Đúng rồi, bởi vì nước sôi ở nhiệt độ 100 độ C thì bé có thể giết chết những vi khuẩn mà còn sót lại. Mà các mẹ nên nhớ là mình không sử dụng nước khoáng để pha sữa cho bé nha. Và đặc biệt nữa là mình không nên sử dụng nước trái cây, rau củ quả để pha sữa. Vì như thế thì sẽ làm bé rất là về hệ tiêu hóa của bé sẽ không tốt. Ok, thì bây giờ mình sẽ sử dụng 120ml nước cho lần pha này nha mọi người. Thì nước này là mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Nước này là đang ở trong nhiệt độ là 45 độ C. Mình sẽ pha 120ml nước nha cả nhà. Ở đây là của mình là có 120ml nước cho 2 muỗng sữa. Ok, em múc đi, múc bỏ vào. Khi mình múc thì mình sẽ múc một muỗng sữa, gọi là sữa gạt ngang thôi nha. Mình không có múc quá đầy đâu ạ. Okay.
Sữa này thì khi mà các mẹ pha cho bé dùng, chúng ta có thể để ở trong bình, lắc nhẹ, đắc nhẹ, đập nhẹ ở trên tay, hoặc là mình có thể pha ngoài ly và hòa tan với lại nước. Sau đó thì mình sẽ đổ vào bình sữa để cho bé dùng. Thì sữa này rất là thơm, khi mà các mẹ pha lên thì sẽ thấy độ thơm và cái độ sánh mịn của sữa. Thì một số loại sữa, ví dụ như là dòng Similac, thì các mẹ sẽ thấy là những cái mảng bám ở trên cái thành khi mà mình pha, hoặc là để khoảng chừng 10 đến 15 phút thì sữa sẽ lỏng lại phía dưới. Các mẹ đừng lo nha, đó chính là chất đạm của sữa đó. Lưu ý quan trọng nhất đó chính là sau khi mà ba mẹ pha sữa cho bé xong thì mình nên bọc kín bịch sữa lại, phải đóng ngay lập tức. Tại vì do ở không khí và nhiệt độ ở Mỹ mà sẽ khác hoàn toàn với Việt Nam. Nếu mà sữa bị gió bị vô quá nhiều thì có thể bị vón cục. Bị vón cục như vậy thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến sữa đúng không em? Thật sự thì nếu mà bị vón cục quá, nếu mà cơ thể của bé không hấp thụ được hết thì một số bé có thể sẽ bị bón đó. Đúng rồi, bị bón thôi, còn chất lượng sữa thì vẫn y như vậy và không có vấn đề gì cả. Nên bố mẹ đừng lo cái việc mà sữa bị vón cục nha, bởi vì sữa vón cục là chỉ là do thời tiết của Việt Nam mình quá là nóng dẫn đến cho sữa bị vón cục thôi. Ok, thì sữa đây, mình đã pha xong ly sữa này của bé rồi. Đây là sữa dành cho bé từ 0 đến 12 tháng tuổi. Mọi người có thể nhìn thấy đây là một sản phẩm sữa Enfamil của hãng Mead Johnson, một hãng sữa rất là nổi tiếng của Mỹ. Thay vào đó thì mọi người có thể cho bé mình uống từ 60 đến 120 tùy vào mỗi ngày bé của mình cho vào cơ thể bao nhiêu sữa và bao nhiêu thành phần. Và lưu ý một điều nữa là mình nên test sữa trước khi mình cho bé bú. Đó chính là mình nên test vào ở trên mu bàn tay của mình. Nếu mà mọi người cảm thấy mà để trên mu bàn tay của mình một hai giọt sữa mà mình cảm thấy là quá nóng thì tất nhiên bé của mình sẽ bị nóng khi mà cho vào miệng. Thì mọi người nên nhớ mà khi mình nhiễu sữa lên trên mu bàn tay của mình cảm thấy rất là ấm và dịu nhẹ, mình chịu được thì tất nhiên là sữa bé có thể uống được rồi. Nên cả nhà lưu ý cái vấn đề mà cho bé trước khi sử dụng sữa nha. Ok, vậy là video của tụi mình đến đây là hết rồi. Mình hy vọng dưới những thông tin này thì những người mà sắp được làm ba mẹ bỉm sữa sẽ nắm bắt được những thông tin cơ bản nhất để lựa chọn dòng sữa tốt nhất cho bé mình nha. Nếu các bạn cảm thấy video này hay thì đừng quên like và share những cái video này đến những cái người thân của mình để biết được những thông tin về các loại sữa mà chúng mình đã chia sẻ nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật nút thông báo để khi chúng mình ra những video mới sẽ thông báo đến các bạn nha. Video của tụi mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. À quên, nếu mà mọi người xem video tới đây mà vẫn còn thắc mắc những vấn đề gì thì nhớ để lại bình luận ở phía bên dưới. Chúng mình sẽ kiểm tra và trả lời cho mọi người đầy đủ nha. Bye!